là cảm giác muốn ngân vang để mua cho bản nháp, muốn lên trên cao thật cao như tòa tháp, cuốn theo tao như cách tao vượt tháp, muốn phát tao đồng ca bật loa trong nhà hát, ay vẫn drop kể cả khi có người ngáp, ay hăng say mỗi ngày tao không lời nhác, mày hỏi đây là trap à, yeah đây là trap, đây là cảm giác muốn ngân vang để mua cho bản nháp, muốn lên trên cao thật cao như tòa tháp, cuốn theo tao như cách tao vượt tháp, muốn phát tao đồng ca và bật loa trong nhà hát, ay vẫn drop kể cả khi có người ngáp, yeah hăng say mỗi ngày tao không lời nhác, mày hỏi đây là trap à, yeah đây là trap, mày hỏi đây là trap à. Mỗi khi tai nghe, mỗi khi mắt tao thấy, âm nhạc sẽ có tao ở trong đây. Trong đầu là cảm hứng, chỉnh lại cái dáng đứng, tập xuống vào phòng vua và tao say. Không quan tâm hôm nay từ mấy, tối đi lên show vẫn cứ cháy. Biết trên mặt báo, nổi lên như phao chứ không lao xuống dưới đáy. Tao đã có thêm nhiều loại cảm giác, ay, sau khi có những lời phản bác, ay, vượt qua giai đoạn căng thẳng nhất, để cho tao những ý tưởng để gia tăng sản xuất. Lấy cả những câu chuyện từ khiến tao không hài lòng, chăm chút không để cho lời và tao dài dòng. Đã từng ngã đâu, đã từng phải lăn vài vòng, cứ bị quá bên lô hiểu quá tâm sai đâu. Đây là cảm giác muốn ngân vang để mua trong bản nháp, muốn lên trên cao thật cao như tòa tháp, cuốn theo tao như cách tao vượt tháp, muốn phát tao đồng ca bật loa trong nhà hát, vẫn rap kể cả khi có người ngáp, hàng say mỗi ngày tao không lời nhác, mày hỏi đây là trap à, yeah đây là trap, đây là cảm giác muốn ngân vang để mua trong bản nháp, muốn lên trên cao thật cao như tòa tháp, cuốn theo tao như cách tao vượt tháp, muốn phát tao đồng ca bật loa trong nhà hát, ay vẫn rap kể cả khi có người ngáp, hàng say mỗi ngày tao không lời nhác, mày hỏi đây là trap à, yeah đây là trap, mày hỏi đây là trap à, yeah đây là trap. Tao vẽ ra như là bán phát, kiểu phát âm hay đường vẫn đang vô để phản bác. Còn chúng nó bàn tán, kiểu chúng nó nhằm chán, chúng nó đều thể nào mà hiểu được cái cảm giác. Từ khi có đam mê đến lúc bừng lên tỏa sáng, tao vẫn như ngọn lửa không thể nào bị dập tắt. Vì đam mê của tao, nó chỉ là rap, ý nhận là đến khi mà tao nằm trong nhà xa. Flow của tao bắt lên xung may, ở tay đang cầm mai, tao đang đứng dây. Cứ thế mà na nghe nó phải da. Tôi chất từ âm thanh cho đến cả cái giao diện, và phát những feeling nó cứ khiến cho tao nghiện. Cảm giác và âm nhạc nó được lan ra vang xa, cảm giác kiếm tiếng cười để cho papa mama. Nhanh và lao về đằng trước, yeah. Không thể nào mà bị cản bước, yeah. Chạy banh ở ca lại càng sướng, ừ, bởi vì tao không để cho nó giảm xuống. Thôi để trong xu tao vẫn đâu có là khét, yeah. Khúc kỳ mình đặt tao như là master chef, khiến cho những đàn bầu người sẽ phải khóc và thét. Từ chỗ từ sông xuôi về lại got the bed. Giờ đây là cảm giác muốn ngân vang để mua trong bản nháp, muốn lên trên cao thật cao như tòa tháp, cuốn theo tao như cách tao vượt tháp, muốn fan tao đồng ca vẫn loa trong nhà hát. Tao rap kể cả khi có người ngáp, thật say mỗi ngày tao không lời nhá, mày hỏi đây là trap và đây là trap. Cảm giác hơi bị xanh xao. Nếu bao giờ còn làm chuẩn để tỏ ra mình thanh cao. Thì sao? Điều quan trọng là right now. Có những thằng người kia vẫn chỉ muốn đưa vào vai tao. Ngay ở trên Safari, có những ảnh của tao được chụp bởi Phạm Parazi. Cảm giác của tao là cần phải nên sẵn sàng đi. Bởi vì nếu mày không được tao mày sẽ gây sốc như wasabi. Dù cả tao và mày có bất đồng tham chiến, chỉ là viên gạch mỏ đắp cầu hoàn diện. Nên cho đến khi cảnh sắc màu tan biến, là những thằng như tao bắt đầu khan hiếm. Cái tăng hai mặt vẫn thất thần la liếm, đến với chúng mày cũng phải mất gần 3 tiếng. Ngay trên con đường này đếch gần mang tiếng vàng, chỉ là khi mà tao sắp vẫn ra miệng. Gần đời khi tao băng qua trong gai, xung quanh của tao đang chi toàn là kẻ muốn đặt lời. Vì mùa bon ban phong sương, tao đã không quan tâm tiền cắp dấu gọi mời. Cảm giác của tao đưa đến nơi, như một thằng khôn gặp thời. Làm như một cơn mưa đang rơi, tao đang đi theo vẫn bất ngờ. Đây là cảm giác muốn ngân vàng để mua trong bản nháp. Giống tao nó mới không còn được nhạc, sống sao để cho vượt khác. Vì đây là cảm giác, đây là cảm giác. Muốn phát tao đồng ca và bật loa trong nhà hát, ay vẫn rap kể cả khi có người ngáp, yeah hát say mỗi ngày tao không lời nhác, mày hỏi đây là trap à, yeah đây là trap, mày hỏi đây là trap à.